Xin chào các bạn và các em nhỏ. Hôm nay mình sẽ ra vườn hái rau củ mùa đông cho các bạn xem. Mùa đông đã hết rồi, bây giờ mùa xuân sắp tới các bạn. Cận kề mùa xuân nó đang bắn tới gần tới mùa hè nha. Hết mùa xuân là sẽ tới mùa hè, chỉ đợi mùa hè thôi. Thì bây giờ mình sẽ ra vườn mót củ dền. Có củ gì mót nấy nha các bạn, có rau gì sẽ hái hết cho các bạn xem. Các bạn nhớ mùa, các bạn nhắn tin quá chừng, hôm nay nhớ mùa quá rồi. Có gì mót nấy cho tụi con xem. Thì bây giờ mình sẽ quay những lộc xuân đang hé nở nha các bạn. Những lộc xuân, xuân ở bên Mỹ rất là trễ, Việt Nam xong rồi nhưng mà Mỹ mới bắt đầu thôi. Những cái nụ mà nó nằm ở trong cái tầm xuân, nó chuẩn bị hé nở nha các bạn. Thì mình quay rõ ràng cho các bạn xem. Sau đó mình hái những trái cây rau quả trong vườn. Có gì mình chụp nấy nha các bạn. Chụp được gì bẻ liền chứ lạnh quá. Bây giờ đứng là lạnh rồi đó. Lạnh quá. Quay thôi. Đây là cây lê trái đỏ của mình. Cây lê đỏ bây giờ nụ tầm xuân. Cái búp xuân chứ, búp xuân chứ không phải nụ tầm xuân. Nó đang hé nè các bạn. Chút nữa mình qua cây đào mình quay cho các bạn xem. Bây giờ cái búp của cây đào nó hé ra màu hồng rồi. Cái này là của cây lê. Cây lê nó chưa hé. Đây là cây lê mình mới trồng cho năm nay. Đó, trồng năm nay nha. Bên này là cây táo. Cây táo mấy triệu view của mình năm ngoái nè. Đó, bây giờ mình cây táo nó nghiêng về hướng này. Năm ngoái thì nó nghiêng về hướng bên này. Giờ lại nghiêng hướng khác. Mình xoay chuyển cho cái cây táo nó vững vàng á các bạn. Đó. Bây giờ thì cây táo nó chưa có ra búp nhiều đâu. Nó chỉ như vậy thôi. Đây, cây táo thương nhớ. Cây táo đợi chờ. Đó, đợi chờ trăm năm ngàn năm cứ ra trái đi ha. Lên kia, lên nữa. Đó. Nó đang với tay lên đợi mùa xuân tỏa nắng á, sẽ nở hoa. Nở hoa đẹp lắm các bạn ơi, mình sẽ ra đây mình đu dây, mình đu mình trèo lên cho bằng với cái cây táo, mình sẽ chụp hình cho các bạn xem nha. Phải đu dây mới được chứ cây táo năm nay nó lớn hơn mình, nó cao hơn mình rất là nhiều luôn. Kế tiếp nữa là dàn nho bị suy dinh dưỡng của mùa đông. Mùa đông thiệt sự là dinh dưỡng nó suy. Nó suy không phải là vì không có dinh dưỡng mà gì. Đó, mùa đông là cây nho nó suy dinh dưỡng trầm trọng các bạn. Nó khô thiệt là khô. Ở trong chỉ có một cái mầm nhỏ thôi. Đợi mùa xuân cái mầm ở trong nó lố ra. Còn một số những cái nhánh mà quá nhỏ đó, quá nhỏ như vậy nè, nó sẽ bị khô, nó sẽ bị hư. Nó chỉ sống những cái cây bự này thôi. Những cây bự này nó sẽ nứt ra cái nhánh mới. Và nó sẽ ra cái nhánh giống vậy ha. Đó, những cái nhánh nào mập mập đó, sống được. Nhánh quá nhỏ đó là coi như nó chịu không nổi. Cỡ dày là chịu không nổi nè. Thì cây nho mùa đông đã hết rồi. Nhưng mà bây giờ vẫn còn mùa đông đó. Nó lạnh là vẫn còn đông. Khi nào nó hết lạnh mình mới đặt là mùa xuân. Mùa xuân chắc là tháng 4 á các bạn ơi. Đó, nhìn cây nho vậy đó. Chứ đừng có xem thường nha. Cái bữa đổ trái là mấy ngàn trái. Đó. Thấy cưng thấy ghét. Ghét thấy sợ. Dễ thương. Còn đây là cây Việt Quất trái màu hồng của mình. Mùa đông nó không rụi lá nha các bạn. Còn nguyên lá luôn. Cây Việt Quất trái hồng này thì cái trái nó rất là chua. Hồi trước mình mua 25 đô la. Đó, nó đè này. Kế tiếp đây là cây mâm xôi đỏ. Mâm xôi đỏ của mình năm nay. Coi nhìn. Ôi trời ơi. Nhìn này. Nó lên mấy cái búp chuẩn bị ra hoa nè các bạn ơi. Mấy cái búp của nó này. Theo. Đây nhìn mấy cái búp nó ló ra mà muốn giả cho nó mới giả. Coi thấy ghét quá. Giả ghét giả thương nha các bạn, chứ không phải là giả giả không thương đâu. Giả nè, giả nhẹ nhẹ thôi. Ý đó, giả cho mấy cái nụ của cái hoa này 2-3 giả đi. Cần thật sợ luôn, ghét đã quá các bạn ơi. Nhìn mấy cái cây này mà rất là nôn nóng. Tới mùa xuân ha, nó nở hoa. Nghĩ tới thôi là tự nhiên trong lòng nó rộn rã như mừng chuẩn bị được ăn kẹo á các bạn ơi. Đây là cây bông atiso chuẩn bị ra bông vào mùa xuân các bạn ơi. Đây là cái cây nhỏ. Kế bên này là cái cây lớn nè. Wow, năm này nó lớn, nó nứt hai cây luôn. Wow, bên này một cây nữa nè.
chuẩn bị ra một cây vậy, nó ra 4-5 cái bông atiso đó các bạn. Tha hồ mà hái vô, hầm giò heo, hầm gà, hầm vịt, đủ thứ hầm, ăn bông atiso ngon lắm các bạn. Đây các bạn, đây là mấy cây rau cải làng sống sót trong mùa đông này đó. Còn bây giờ bà đặt ra hoa nữa, ra hoa đón xuân đó các bạn. Bây giờ ra tới vườn sao mà mình cảm thấy nôn nao quá các bạn ơi, muốn trồng cây liền. Nhưng mà bây giờ nhiệt độ rất là cao, nhiệt độ lạnh cao lắm. Mình xem có vài củ cà rốt mình đào cho các bạn xem nha. Đó, trồng hồi nào đến giờ ta, xem có củ gì không. Wow, có củ nè. Củ hả? Củ hả củ? Lâu nhớ củ quá củ ơi. Coi xem. Wow. Cha, mùa đông thôi cũng được. Tiếp ha. Thơm quá các bạn. Mùi cà rốt nó sực nứt mùi thơm, thơm cà rốt. Thơm gì đâu mùi cà rốt. Hy vọng củ này bự nha. Hello củ. Hello. Khỏe không? Wow. Nó khỏe thiệt này các bạn ơi. Coi. Được hai củ, tí rửa ra xem sắc của nó tỏa như thế nào. Hello hai củ cà rốt. Đắp tiết trong mùa đông bây giờ tỉnh lại này các bạn. Củ nữa nè. Mồi lên. Xem. Tới đâu. Wow. Cái này mông dài ạ. Củ này dài thiệt này các bạn. Xem. Wow. Ui nó. Wow. Lẹ, máy bay tới các bạn ơi, máy bay tới. Đào cà rốt lại lên. Wow. Chà, cái củ y chang như là cái củ nhân sâm á các bạn. Coi. Phi công nào đi ngang qua đây vậy? Xem nè. Củ cà rốt nè. Đó. Ở trên máy bay có ai có củ gì không so với củ cà rốt nè. Hello. Nhìn củ cà rốt mùa đông khui lên nè. Coi. Em cà rốt đáng thương vô cùng. Coi. Đó. Lạnh quá. Lạnh quá chịu nổi tét nè. Bên này nó giòn nè. Bên này nó tét. Tét giòn. Đó. Cưng quá à. Còn nữa không? Còn đây. Còn nữa nè. Đây. Wow. Củ nào củ nấy thấy ghét không? Coi. Thương không các bạn? Ba củ cà rốt. 4 củ chứ. Đó. Này vô nấu cháo nha. Chút xíu mình đào củ dền nữa. Còn em củ này nữa nè. Em nấp nè. Wow. Còn một em dài nữa nè. Wow, em này tội nghiệp quá. Em này mùa đông em sao vô trong này, em sao làm ổ, em sao ăn hết trơn cái củ cà rốt rồi các bạn ơi. Thôi em này để lại đi, tặng luôn á, khỏi lấy tiền, tặng luôn cho mấy em sau. Rồi cất 3 củ này, tí rửa ra nha. Tí mình sẽ rửa 3-4 củ cà rốt này ra. Bây giờ nó đang mặc cái áo đất, tí sẽ lộ mặt thật ra nha. Coi mặt thật em, mặt mọc chứ, mặt mọc em cà rốt đẹp cỡ nào nha. Đó. Nhân sâm. Đó, đem ra đàng hoàng rồi các bạn. Rồi, bây giờ tiếp tục đi truy lùng. Lùng những cái em củ dền. Đó, bây giờ mình sẽ nhổ cái củ dền. Củ dền này nha, trước khi nhổ thì mình nhổ bớt cỏ đi. Chứ không thôi nó tùm. Mùa xuân ấm áp tới là mấy cái thọ. Cái cỏ này nó lớn nè. Bây giờ đâu còn thỏ nữa đâu các bạn ơi. Mình hết nuôi thỏ rồi nha. Đó. Sẽ đào củ dền. Có củ không ta? Các bạn đón xem có củ không? Wow, củ ở dưới nè. Các bạn ơi, thấy củ không? Nhổ lên nha. Lâu quá em ra vườn không có cái tay mà cào cào dưới đất cũng nhớ các bạn. Đó, củ dền đã để lộ ra.
hộp ngọc màu hồng tím. Sẽ nhổ thôi. Ai chà, dễ dàng quá. Quá quá, được củ gen này các bạn. Thấy ghét không? Đó, gen, cà rốt, củ nè. Wow, cũng đẹp đấy chứ. Đẹp quá, đẹp quá. Nhổ tiếp. Oh, hai củ. Wow, chắc đủ ha. Mùa đông mà dền sống tốt ha các bạn. Đó, mình cứ gieo hạt xuống, lên được gì lên. Cuối cùng mùa đông có củ thu luôn nè. Thêm củ nữa nè các bạn. Đó, các bạn thấy xinh không? Hai củ dền, bốn củ cà rốt. Chừng này là đủ nấu canh cho một mình ăn rồi các bạn. Ráng nhổ thêm vài củ nữa vô nấu cho gia đình ăn nha. Tha hồ mà thu. Cái cải ngọt. Mùa đông xong á, nó lạnh, bây giờ cũng bớt lạnh á. Cải nó non. Các bạn thấy nó non không? Này này, các bạn thấy không? Nguyên cái thân này còn có cái bông nữa, bẻ ở đây á, là vô xào hết sảy nha. Bẻ vậy đó, xong rồi nó nứt lên. Nứt lên nhiều nhánh mới nữa. Đây là cải ngọt. Ăn nó ngọt mà nó giòn, ngọt ngay. Ngọt mùa rau cải chứ không phải ngọt mùa đường đâu. Đó, mùa đông xong mà cũng có cái để thu, vui quá các bạn ơi. Thiệt là vui. Này luộc bá cháy luôn các bạn. Luộc mà chấm nước mắm chua ngọt này. À, hay là chấm mắm nêm. Mắm nêm á. Hết sảy, hết sảy. Nhiều lắm. Đủ loại rau. Wow. Cải bẹ xanh hái luôn nha. Chuyến này vô có món cải nấu tôm cũng được ha. Hay là làm ít rau cuốn ăn bánh xèo cũng được nè. Mùa đông xong, tuyết nó ngừng rơi xong là đủ thứ cây lá, hoa quả. Nó nhoi lên, nó trồi lên liên tục ở trong. Lạnh lắm các bạn. Bây giờ nhiệt độ khoảng 9 độ C ở ngoài vườn. 9 độ, lạnh lắm à. Ở Việt Nam mà 9 độ là các bạn la, chắc lạnh cống. Thấy xinh không các bạn ơi? Được một mớ cái nè. Cây dâu dại này nó nhảy ở đây nó nằm. Đó, mình nhổ bớt cỏ rồi bây giờ nó lòi nè các bạn. Lòi ra củ nè. Ô ô, gãy rồi. Tội nghiệp quá. Gãy ngang rồi. Cậy lên ha. Wow. Củ nào củ nấy cũng bự. Đó. Nè, ráp vô. Wow. Hết sức, hết sức. Thương quá đi thôi. Tiếp, tiếp. Tiếp nha. Wow, cái củ này mông bự nha. Củ này bự này. Nhổ hết nha. Ây da. Lên, lên, lên. Lên, lên. Rồi, nó lên thiệt rồi các bạn ơi. Đây, một củ không bị đứt ha. Quá wow. Hôm nay nhiều củ dền được thu quá, bốn củ rồi nè các bạn. Thấy cân không? Mình đem ra hai cái khay giống vậy để đựng, nhưng mà chắc thu một khay đầy là được rồi ha. Ý bữa ra thu tiếp nha. Wow. Wow. Củ nào củ nấy cũng dễ thương hết các bạn. Từ củ nhỏ cho đến củ lớn, củ nào cũng đều dễ thương. Đó, huyền thoại. Hết mùa đông lại đến mùa xuân, hết mùa xuân lại đến mùa hè, hết mùa hè lại đến mùa thu, mùa thu xong là đến mùa đông. Mùa đông thiệt là lạnh lẽo, nhưng mà nó lạnh thì nó cứ lạnh thôi, mình không cãi nó được các bạn. Đó, cãi làm chi, giờ không cãi gì hết, đi thu rau quả thôi. Đã quá. Mùa đông xong rồi cũng có rau thu nữa. Wow, wow. Em củ dền ơi,
em màu gì mà coi âm tùm vậy nè? Nhìn em tùm quá các bạn ơi. Biết củ có bự không đây? Nhìn cái bụi của nó lực lưỡng. Lực lưỡng sừng trâu. Coi coi. Cái này giống như là phải đào thôi các bạn. Phải đào thôi. Đây, đây, đây. Đây, đây. Đây, hai các bạn. Đó. Mình đây các bạn, từ nãy giờ nói nhiều quá, bây giờ cho thấy mặt ấy đây. Cái củ dền thương nhớ của mình đây. Đó, nó bự, mà nó bự. Nhổ lên để xem có bự giống như cái bụi này không nha. Nó bự lắm. Nhổ nha. Wow. Nó thiệt. Thiệt bự. Coi, coi. Dính trùng sợ hết sức. Nè các bạn, thương không? Chà, ước gì mùa hè nó phun tới đây ha. Giờ nó dẹp hết trơn. Cái mùa lạnh này nó phun hết cái mùa ấm xuống, nó thành mùa hè. Mình vui biết mấy. Ăn của bạn thơm quá. Hửi cái rễ thôi là mình đã nghe mùi củ dền rồi các bạn. Cái rễ nó thơm thiệt. Nè. Mùa hè vừa rồi mình mở, mình nhổ nguyên cái mùa hè vừa rồi đó, mình nhổ nguyên cái củ dền vô mình gặm, nó muốn gãy răng luôn các bạn. Bữa sau cẩn thận nha. Đừng gặm củ dền mất công. Răng nó đi theo củ luôn. Đó đó đó. Đó 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 đó. 2 4 6. Wow. 4 củ cà rốt nữa. Hử? 6 4 nhiêu? 6 4 9. Đó. À 6 4 10. Tính sai, tính sai. 6 4 10 đúng rồi. Quá xá. Đây. Đây là cái cây gì ha? Ngải cứu nè. Ngải cứu nó sống mùa đông luôn. Đi bữa nó sẽ lớn. Đây nữa nè. Ngải cứu nè, ngải cứu làm bánh ngon lắm. Nhổ luôn nha. Hôm nay là tổng hợp thu hoạch củ dền. Đào, đào tí đi. Đó, đó. Em cưng dền ơi. Em cưng đâu rồi? Sâu dữ rồi em. Coi em này núp sâu quá các bạn ơi. Củ đâu vậy? Sao sâu dữ quá? Đi đâu ta? Quá, không có củ à. Nhổ thử nè. Sao quá, làm sao nhổ đây? Để mình nhổ thử nha. Đứt rồi. Wow, nó đỏ tươi nè. Đứt mất tiêu rồi các bạn. Đúng là nó bị cái dây gì nó chằng ngang nè. Thấy củ đâu? Wow. Wow. Củ nó rất là sâu. Nó sâu như là nó chui xuống dưới cái sự sâu này nó sâu. Nó sâu quá sâu. Wow, nó sâu dữ ta. Lên, 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 lên. Lên, lên, lên. Đấy. Cưng chưa? Đó, hôm nay nhổ tội nghiệp mấy củ này ha. Đứt mấy củ rồi mà này nó tươi, các bạn thấy không? Nó tươi mà nó tươi. Đó, nó tươi hết hết sức tươi. Nè. Nó tươi hết sức có thể luôn. Mà nó đứt chỗ nào vậy ta? Đây nè, nó đứt chỗ này nè, đó. Nó tươi thiệt. Đó. Xinh không? Xinh. Cái mùi đất, mùi cát á, nó thơm nồng vô trong mũi các bạn ơi. Cái rễ cây nữa, chịu không nổi. Wow, thêm một củ nữa nè các bạn. Quá dễ thương ha. Đó. Đây đây. Ngất ngay củ dền của mình. Mình còn rất là nhiều củ dền khổng lồ nha các bạn. Chỗ cây Việt Quốc á, ngày mai ngày mốt mình sẽ đi đào củ dền khổng lồ cho các bạn xem. Củ cuối cùng nhổ luôn nè. Nhổ, nhổ thiệt nè. Wow, nó lên thiệt nè. Đó, xinh không? Đó, em dền. Em dền màu tím tím, xanh xanh, hồng hồng. Quá sức xinh. Đó, mình nhìn củ dền thèm gì các bạn ơi? Thèm canh đuôi heo, canh đuôi bò, hay canh xương heo, xương bò đó. Hầm với củ dền này hết sảy nha.
Mùa đông là củ nó phát triển, lá nó lại giảm phát triển. Cho nên mùa đông trồng củ dền, củ cải rất là tốt các bạn ơi. Đó, nó âm thầm ở dưới đất, nó cứ ăn, ngủ, đắp mền, tuyết ở dưới đất rồi lớn vậy đó. Đó, nó lớn đó, thấy chưa? Đâu có tệ hơn mùa hè đâu. Cái củ này đi. Wow, mình còn củ dền màu vàng nữa nè. Thôi để bữa khác ra đào ho, hay là đào luôn. Đào luôn đi. Đào luôn, đây nữa. Đây đây, củ dền màu vàng. Wow, lên. Vui vui. Wow, cái củ nó, cái củ nó giống như cái củ. Thiệt giống củ luôn. Đó, y chang. Hai củ giống y nhau, củ vàng và củ tím. Các bạn ơi, bạn ơi, hôm nay mừng quá các bạn ơi. Đào chi mà nó nhiều còn hơn mùa hè nữa nè. 2, 4, 6, 8, 10, 11 củ, 2, 12, 13, 13, 15, 10. Đây là cái bông cải san hô. Bông cải san hô mình trồng đó, nó giống như bắp cải xanh vậy, nhưng mà cái hình của nó là hình san hô, y như là san hô vậy đó. Nhưng mà mùa đông đó, mùa đông nó phủ tuyết quá, cái em san hô này em hơi bị lạnh á, nó tím. Nhưng mà vài ít bữa nữa chắc nó thành hoa quá các bạn ơi. Ít bữa nó lớn á thì mình hái, còn nó không lớn thì thôi, thì nó sẽ thành hoa, nó ra hạt giống xung quanh này. Những cái lá thiệt là tốt. Nó tốt, nó tốt mà nó xanh, nó xanh mà nó tốt, nhìn thấy thương ha. Các bạn ơi, có nên bẻ cái bông cải bè xanh này không, hay là để cho nó lớn vậy ta? Các bạn, cái bông cải san hô chứ. Đó, nhìn nó lực lưỡng công phu quá ha. Tùm ở trong á. Các bạn thấy không? Thấy cưng không? Bạn nhìn kỹ nha. Ít bữa nữa, mấy ngày, 2-3 tuần nữa mình quay lại cho các bạn xem. Đó, này nó mọc ké. Nó mọc ké ở đâu? Ở dưới cái cây đào. Đây, ở dưới cây đào nè. Cây đào bây giờ nè. Wow, năm tới cây đào sẽ ra rất là nhiều trái. Đây, có một cái cành phủ lên nè. Bây giờ nó cũng ra bông chen chút, chen chút. Đó, trời tối quá rồi, không thấy đường. Ngày mai bình minh nắng sớm, mình sẽ ra mình quay cho các bạn xem những cái nụ của cây đào. Nó nứt ra, rất là đẹp. Nhìn cái cây cherry mà mình ngại luôn các bạn ơi. Nó dễ thương. Coi, coi, búp búp. Nè, ngày mai mình hứa bình minh là mình sẽ ra mình quay những cái búp này cho các bạn xem. Bây giờ trời có ánh trăng nè, trăng chiếu nè, các bạn thấy không? Wow, phong cảnh thiệt là lạnh nhưng mà thiệt là thơ mộng các bạn ơi. Đó, chỗ kia. Đó, đây là nguyên một dãy cây cherry, cây đào, cây táo, cây mật mỹ của mình nguyên dãy. Đó, phóng xuống dưới kia, ai dám phóng vô đó không? Rừng mâm xôi đen, nó nhiều vô số kể luôn. Chuẩn bị nó ra hoa mà bạc ngàn trắng xóa chỗ đó luôn á. Còn đây là cái bắp cải san hô thứ hai của mình. Đó, mình gieo cái lúc mùa thu đó các bạn, mình thấy hơi trống, cái mình gieo để cho mùa đông nó có bắp cải, mình quay cho các bạn xem cho vui đó. Bây giờ nó có thiệt nè. Đó, dễ thương ha. Nhìn thôi là mình đã thấy thương rồi. Đó, thương dễ dàng luôn á. Cứ nhìn là thương à, không nhìn đi biết đâu thương. Coi cái bắp của nó nè, bạn thấy rõ không? Đó, mình zoom lại gần cho các bạn xem. Cái bắp cải san hô nó còn non mà bây giờ 9 độ C lạnh nha các bạn. Nó lạnh mà vẫn sống được đó. Nhìn nè, cái lá nó tốt, tốt ngất ngay ở trên này nữa nè. Cái này nó giống thiệt là san hô nè. Cái này nó rõ nè các bạn. Đó, lạnh vậy đó mà ra hoa đó, chịu nổi không? San hô bắp cải. Đó, xinh quá. Mùa hè tới mình sẽ trồng nhiều bắp cải san hô, mình hái mình ăn cho các bạn xem nha. Nhiều, rất là nhiều giống cây mà mình chưa review. Một cái bắp cải thiệt bự, nó bự quá nè các bạn. Các bạn thấy không?
Cái tay mình bây giờ nó cống rồi. Mà cái bắp cải nó đẹp quá à. Các bạn thấy đẹp không? Đó. Quay cho các bạn xem. Wow. Xinh quá à, xinh. Coi cái tàn của nó nè. Nó lớn thiệt là lớn. Cái bông này rõ ràng ha. Đó. Quá đẹp. Trời tối rồi các bạn. Ánh sáng bình minh xuống, mình quay cho các bạn xem. Những cái bắp cải này nó đáng thương. Nó đáng yêu chứ. Nó yêu. Gần nè, gần nữa đi. Nữa. Nữa đi. Cưng, xa, xa, xa nữa đi. Wow. Đẹp thơ mộng lạ lùng làm sao. Lạ thì lạ, nhưng mà lạnh thì lạnh đó các bạn, lạnh ngắt luôn. Các bạn ơi, còn đây là cái bắp cải tím mà mình trồng từ lúc mùa hè đến giờ nè. Phủ tuyết cả tháng nay ha. Rồi bây giờ rã tuyết ra vẫn sống sót tiếp nè các bạn ơi. Nhìn thấy ghét không? Đó, đó, đó. Đây, mới mặc áo mùa đông xong đó, bây giờ rã áo rồi. Đó, bây giờ, wow, cái bắp cải bên này sao mà nó bự nè. Nè, ráng ít bữa đợi cho nó lớn lên thu nha. Nó đang tốt nè các bạn ơi. Mấy cái bắp cải này nó thích mùa đông, nó thích vô cớ các bạn. Coi như là coi người ta đắp mền cần đắp mền ấm, nhưng mà mấy cái bắp cải này lại thích đắp mền bằng tuyết. Đắp tuyết xong cái là nó tươi tỉnh rồi các bạn ơi. Đó, mấy cái lá này nè, thấy chưa, nó chịu đựng mùa đông để nó bảo vệ cái trái banh. Nguyên một trái banh bắp cải màu tím. Wow, nhìn nó tươi. Nó tươi mà nó ngon. Nó ngon mà nó ngon chi lạ ha. Đó, thấy cưng ha. Nhìn muốn nhìn hoài các bạn ơi. Vạch ra cho các bạn xem nè. Đó, nhìn nó xinh làm sao. Đó, khoảng 1 tháng 2 tháng nữa mình ra mình bẻ nha. Khoảng tháng 4 tháng 5 là bẻ cái bắp cải này, nó bự lắm rồi đó các bạn. Đó, được 2 bắp. Nhìn 2 cái bắp cải dễ thương mà thương vô điều kiện các bạn ơi. Thương gì đâu mà thương sợ. Coi coi coi. Còn kế tiếp đây là chị bắp cải màu xanh. Bắp cải màu xanh này cũng sống sót qua mùa đông. Nhìn thấy ghét. Ghét làm sao thấy thương. Ghét thương nha các bạn, chứ không phải ghét ghét đâu. Đó, ghét ghét là không có. Coi, em chịu đựng mùa đông nè. Em, bắp cải khỏe không? Sao mùa đông xong hói cha cái đầu rồi. Nó hói rồi các bạn ơi. Tuyết rơi dữ quá, cháy lá, hói luôn cái đầu luôn. Mà bắp cải tím nó chịu được nha các bạn. Bắp cải xanh này lại dở hơn tím tí nữa ha. Nhưng mà thôi cũng được á, cũng được. Quá xa. Nhìn coi chị đứng nè. Mùa đông xô chị mà chị không ngã được, chị nghiêng thôi chứ chưa ngã. Ngã là đặt là ngã nghiêng luôn đó. Đặt cái cây này là bắp cải ngã nghiêng. Quá xa. Cưng ha. Quá cưng đi chứ. Mùa đông ra nhìn mấy cái cây này thiệt là nhớ các bạn ơi. Nhớ thiệt á, các bạn có nhớ không? Còn đây là cái đây. Đây là cái đây. À, cái gì quên rồi. Cái gì quên rồi các bạn ơi. Các bạn nhớ cây này cái gì không? Tự nhiên mình quên. Quên một cái là quên. Đột xuất luôn. Quên gì ta. Cây này cái gì. À, cây gì. Ráng nhớ trời. Cây gì ta. À, bắp cải mini. Đó, bắp cải mini các bạn thấy chưa. Đó, mình trồng từ cái cuốn đó mà mình để nó lụi ở trong cái bụi bắp này. Mà bây giờ còn cái cành không á, mà mùa xuân coi, nó ra bắp cải. Nó ra mà không cải được luôn. Nó cải đâu được. Nó đang ra làm sao cải, cải nó cũng ra. Đó, nó ra kìa. Xum xê là bắp. Cải quá xa luôn. Đó. Coi, từ trên cao xuống dưới gốc đều là cải, bắp, bắp cải mini. Bên này cũng vậy, bên này cũng ra nè. Đây, trời nó hơi tối, mình quay thì nó cũng tối đó. Còn đây là những cái bông cải xanh chuẩn bị tới mùa xuân nè các bạn. Đó, mùa đông cũng ra hoa nữa. Mùa xuân sẽ nở ra cái bông bự như thế này. Bây giờ nó đang lớn. Mùa đông nó đang lớn, tới mùa xuân là nó dày nè. Đó, rất là nhiều bông đang phát triển.
Nhiều lúc cái bông này tới mùa xuân nó không có bự ra, nhưng mà nó sẽ thành hạt giống của súp lơ, bông cải màu xanh quá chừng luôn. Ở đây này, đó, thấy cưng không? Cưng không? Cái bông cải màu xanh lúc chiều mùa đông xinh hết sức xinh ha. Mùa xuân tới sẽ bự dày, tháng 2 tháng nữa sẽ bự dày luôn. Cái nào cũng vậy. Trên này nè, đó, trên này nở hoa luôn nè. Các bạn thấy nở hoa không? Wow, tốt quá. Ra hoa tứ phía luôn. Đông xong là hoa bông cải xanh nó nhiều lắm các bạn. Nó nhiều một cách là nó nhiều coi không cản được luôn. Đó, nó nhiều hơn cái nhiều. Nó nhiều hơn cái sức nhiều của cái bông cải bệ xanh này nha các bạn. Nhiều một cách mà nó nhiều thôi. Chỉ biết nó nhiều, rất là nhiều. Đó. Cây Việt Quất đang ra búp, tua tủa khắp nơi nè. Chuẩn bị ra hoa đó. Búp 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 nè. Đây đây búp nè. Mấy này là cây rau húng lủi cũng tham gia. Mùa xuân cũng ngóc đầu lên hết nè các bạn ơi. Đó, ngóc đầu ngắm xuân. Nhìn mê quá mê quá. Nhiều cây Việt Quất trong vườn mình lắm nha các bạn. Bữa nào trời rõ mình ra mình quay các bạn xem. Trái xum xê nè. Búp này là trái đó các bạn. Vừa lá mà vừa trái. Quay phim để rõ nó lắc làm sao quay. Nhìn những củ dền như hạt ngọc các bạn ơi, hạt ngọc cam, hạt ngọc cam, hạt ngọc vàng, đủ loại ngọc này các bạn. Wow, sạch sẽ rồi ha. Đó các bạn ơi, hôm nay mình đã ra vườn và đào nguyên một mâm củ dền. Chừng này là vô hầm canh xương ăn mệt nghỉ các bạn. Đào xong bây giờ hết trời nó tối rồi. Đó, rất là lạnh các bạn. Bây giờ thì mình sẽ đem những củ dền và cà rốt rau vô nhà nè các bạn. Nhìn thấy cưng không? Đó, đem vô để mình hầm xương ăn nha. Hết sảy luôn. Thì mình xin tạm biệt các bạn ở đây. Hôm nay thì mình đã mót sạch cái vườn rồi các bạn ơi. Còn nhiều củ dền nữa mình sẽ ra đào nha. Mùa xuân mình sẽ ra mình quay tiếp cho các bạn xem những cái hoa nó nở ra như thế nào. Thì hôm nay mình xin tạm biệt các bạn ở đây. Các bạn xem video của mình. Nếu mà các bạn thấy thích thì các bạn nhấn nút like và đăng ký chia sẻ giúp kênh Vinh Nguyễn Thị Cuộc Sống Mỹ. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Chúc các bạn một ngày thiệt là vui vẻ và tràn đầy sức khỏe. Tạm biệt các bạn. Đã quá, đã quá.